Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ngươi biết vậy sao ngươi còn? Chàng khoát tay không cho Diệp Kiên nói hết ý. Ngọc Long trầm giọng nói: Di tư đẹp quá, tha thước quá, yểu điệu quá. Người xưa có câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Giang đại ca đúng là một quân tử, và người cũng yêu Di tư. Còn huynh thì lại là một tên ác ma vô nhân tính. Làm cái chuyện này Ngọc Long có ý cứu Di tư khỏi bàn tay gian trá và vô tình của Diệp huynh đó. Diệp Kiên cắn răng, trên vào môi dưới. Ngọc Long khoát tay nói: Diệp huynh đừng có tức giận, mặt khó coi lắm. Huynh nghĩ lại đi, có phải tử quỷ Ngọc Long có lòng tốt cứu mãn Di tư cô nương không nào? Nếu nàng yêu huynh, sợ ngày mai của nàng chắc khác gì những người đã chết kia. Người thứ nhất là Cẩm Hồng, người thứ hai là Ỷ Dân phu nhân, người thứ ba là Ngọc Lan. Người mà huynh đã bái trời tế đất để trở thành phu phụ, và mới đây nhất là Chỉ Nhược cô nương. Những người chết kia rất đau lòng, giờ Ngọc Long không muốn Di tư phải giống như họ. Diệp Kiên lắc đầu: Những người ngươi nói ta không yêu. Huynh yêu chỉ một Di tư thôi sao? Đúng, ta yêu chỉ có một mình nàng. Ngọc Long xích xoa nói: Ngọc Long tử quỷ bái phục người đâu. Nghe chàng nói câu này, Diệp Kiên phải sững sờ. Tử quỷ, người nói vậy là ý gì? Ta đã đoán đúng, Diệp Kiên cũng là một người bình thường, nhưng tại sao y lại lạnh lùng và tàn nhẫn với những người y đã yêu? Hắn có phải là một kẻ vô tâm và băng giá hay không? Diệp Kiên không vô tâm như người tưởng đâu. Không vô tâm, nhưng vô tình và cả tàn nhẫn nữa. Ta phục ta vì ta đã đoán đúng. Nhất định trong tâm của ngươi có một nữ nhân tạc bóng tạc hình. Nữ nhân đó phải là nhan sắc siêu phàm, mới khiến cho người xem thường sự tồn vong của những người khác. Ngay cả Ngọc Lan, người cũng nhẫn tâm sát tử. Ngọc Long đổi giọng gần từng tiếng: Những nữ nhân yêu đã bị người giết chết, chết vì tình, thì hôm nay Ngọc Long cũng phải bắt người đau khổ vì tình. Có như thế người mới có thể thấm thấu được nỗi đau của những người đã chết vì ngươi. Ngươi hạ độc tình vào nội thể của Di tư, để ta phải đau khổ vì tình. Ngọc Long thản nhiên đáp: Không sai. Hiện tại ngươi đang tức giận vì thấy Di tư trong vòng tay của hoài nhân. Tức giận cũng làm cho ngươi đau khổ vậy. Ngọc Long mỉm cười nhìn Diệp Kiên nói tiếp: Diệp huynh tưởng tượng ra xem, đôi quyên ương kia sẽ làm gì kế tiếp đây? Ngọc Long dè cảm: À, Ngọc Long nghĩ chuyện họ sắp làm, ta và huynh không nên ở đây làm gì. Chúng ta là những kẻ thừa thải và trơ trẽn đó. Mồ hôi rịn ra trên trán của Diệp Kiên. Những giọt mồ hôi li ti động trên trán của gã nhanh chóng đập vào mắt của Ngọc Long. Ngọc Long bồi thêm một câu nữa: Huynh đồng ý với tử quỷ Ngọc Long không? Diệp Kiên bất thần sống lên lòng lòng: Hoàng phủ Ngọc Long, ta giết ngươi! Diệp Kiên vừa nói vừa lao đến Ngọc Long. Ngọc Long trầm giọng nói: Ta chờ điều đó xảy ra với ta đâu. Tay trái của Diệp Kiên phạt ngang cổ của Ngọc Long, nhưng chàng kịp ngã người để tránh lưỡi mật kiếm giấu trong tay trái lướt sạc qua mặt của mình. Thể pháp của Ngọc Long bật lên như cánh cung, cùng với cái bật đó chàng phát chỉ khí điểm vào đan điền của Diệp Kiên. Thủ pháp phản công của chàng khiến Diệp Kiên phải giật mình. Y lách người qua bên thì má phải đã hứng trọn một chưởng vào mặt. Chát! Diệp Kiên thối liền ba bộ, khóe miệng của gã rỉ máu tươi. Ngọc Long chắp tay sau lưng nói: Hoàng phủ Ngọc Long luôn có sự đồng điều chi cho huynh. Má trái rồi, bây giờ đến má phải nhờ. Sắc diện của Diệp Kiên biến qua màu tái nhợt. Ngọc Long cười khải và nói: Vô ảnh mật kiếm của Diệp huynh chưa thể làm gì được Ngọc Long đâu. Hãy chấp nhận một sự thất bại trên con đường tình. Diệp Kiên nghiến rằng: Ngọc Long, ta hận ngươi. Ngược lại Hoàng phủ Ngọc Long cũng hận ngươi. Diệp Kiên rít một luồng chân khí căng phòng lòng ngực. Y rít giọng nói: Xem như ngươi đã thắng ta đâu.
Diệp huynh định bỏ đi sao? Diệp huynh mặc nhiên để cho Mãn Di Tư, người mà huynh yêu thương nhất, nằm trong vòng tay của Giang Hoài Nhân sao? Huynh bỏ đi để giữ mạng mình, sao không cố lấy mạng của Ngọc Long để giữ lấy người tình? Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt. Diệp Kiên Y miễn cưỡng nói: Tổ quỷ, ta biết ý người. Ý của Ngọc Long là gì? Ta và ngươi cùng bước vào một cuộc giao đấu sinh tử. Ngọc Long ôm quyền nói: Huynh đoán như thần, Di Tư còn đó, Ngọc Long còn đây, Diệp huynh có thể giành lại nàng mà. Hai cánh mũi của Diệp Kiên phập phồng, biểu lộ sự tức giận của hắn. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi nói: Ngày nào ta chưa luyện thành vô ảnh mật kiếm, ngày đó ta chưa tìm đến người, và cũng có thể người chết trước khi đoạt hồn vô quyết này luyện thành tuyệt tông. Diệp Kiên nói xong rồi vũ mạnh ống tay áo bên phải, một làn khói mù mịt tỏa ra lấp cả gian mạng vũ lầu. Ngọc Long thấy gã thi triển thuật ẩn tướng, lại phải tịnh thần án ngữ trước Hoài Nhân và Di Tư, chàng miễn cưỡng nói: Diệp huynh, bên ngoài mưa lớn lắm đó, đừng đội mưa mà đi, kẻo trúng phong hàn khó mà luyện thành tuyệt công. Chàng không nghe Diệp Kiên đáp lời của mình. Khi màn khói xám tan đi thì Diệp Kiên cũng không còn trong mạng vũ lâu nữa. Ngọc Long buông tiếng thở dài. Chàng nhìn lại mình, cổ áo của chàng đã bị rọc một đường dài. Đường rọc đó tạo cho Ngọc Long một nỗi bất an hồi hộp. Ngọc Long lẩm nhẩm nói: Mật kiếm của hắn tăng tiếng thật là quá nhanh. Chàng nhìn lại Hoài Nhân và Di Tư, hai người đang vẫn còn ôm cứng lấy nhau, như những người này muốn che gió cho người kia. Ngọc Long mỉm cười. Ngọc Long bước ra ngoài mái hiên, dốc lấy một bụm nước hắt vào mặt của Di Tư và Hoài Nhân. Hai người như bừng tỉnh khi giấc mơ không thực. Di Tư ngơ ngác nhìn thấy mình bá lấy cổ của Hoài Nhân và tay y thì quấn quanh tiểu yêu của nàng. Chuyện gì thế này? Nàng vừa nói vừa buông tay khỏi cổ của Hoài Nhân. Hoài Nhân cũng bối rối thả tay khỏi tiểu yêu của nàng. Ngọc Long từ bên ngoài cửa bước vào, nhìn thấy hai người chạm vào ánh mắt của Ngọc Long, cả hai không khỏi bẽn lẽn thẹn thùng. Ngọc Long mỉm cười ôm quyền xá và nói: Chúc mừng cho nhị vị. Hoài Nhân hỏi: Ngọc Long, Giang Mổ không biết gì cả. Ngọc Long giả lả nói: Huynh chỉ nên biết một điều, kể từ hôm nay huynh sẽ bảo vệ cho Mãn Di Tư tiểu thư. Nếu huynh không làm tròn chức vụ của huynh, Di Tư sẽ chết. Ngọc Long bước đến lấy chiếc nón rộng vành, chàng đặt vào tay của Giang Hoài Nhân và nói: Chủ nhân của chiếc nón này sẽ đến giết Di Tư và cả huynh đó. Hoài Nhân nhìn chiếc nón, đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long gật đầu. Cuộc đời của Giang huynh kể từ bây giờ không còn tẻ nhạt và buồn chán nữa đâu. Chàng liếc xéo về phía Mãn Di Tư. Di Tư nhận ra cái liếc mắt của chàng, đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng. Ngọc Long nhìn nàng từ tốn và nói: Di Tư, giờ thì nàng hẳn đã biết đoạt hồn vô quyết là ai. Ngọc Long mong nàng hãy tránh xa y, y là kẻ vô tình tàn nhẫn. Di Tư cúi gằm mặt xuống. Di Tư hiểu. Ngọc Long mỉm cười. Chàng ôm quyền hướng về Hoài Nhân và Di Tư, hai người bảo trọng. Hoài Nhân khoát tay nói: Ngọc Long khoan đi đã, Giang huynh muốn nói gì? Ta muốn biết người nào mới từ ở đây ra. Ngọc Long nhìn lại Mãn Di Tư. Nàng có thể nói cho Giang huynh biết chứ. Di Tư lắc đầu. Di Tư chẳng có gì để nói cả. Di Tư chỉ có thể nói. Nàng ngập ngừng rồi cúi mặt nhìn xuống mũi hài của mình. Tử tình của Hoàng Phủ Ngọc Long quá lợi hại, cũng giống như Hoàng Phủ Ngọc Long vậy. Ngọc Long ôm quyền. Đa tạ, đa tạ. Chàng nhìn lại Hoài Nhân đoạn sải bước. Di Tư gọi chàng lại: Ngọc Long, nàng có gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì Di Tư chẳng gọi huynh lại. Nàng định hỏi gì? Trên cõi đời này con người thứ hai gian trá và ma mãnh hơn tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long không? Để làm gì? Để Di Tư chọn người đó. Đôi uy nhãn của tử quỷ mở to hết cỡ. Những như nghe nhầm, Di Tư nói. Mãi một lúc y mới lắc đầu từ tốn đáp lời nàng. Nàng cũng sai rồi, ta cũng sai rồi. Nàng nhìn lại Hoài Nhân. Kẻ nào thật thà nhất chính là kẻ gian trá nhất. Chàng chỉ vào Giang Hoài Nhân. Chính hắn chứ không phải ai khác. Hắn chẳng làm gì mà được hưởng tất cả, hắn mới là kẻ gian trá. Nói rồi Ngọc Long quay bộ thi triển khinh công băng mình ra ngoài màn nước mưa trắng xóa. Ngọc Long đi rồi, Di Tư nhìn lại Giang Hoài Nhân. Giang công tử, Ngọc Long nói có đúng không? Ta không biết y định nói gì.
Y nói xong rồi bất giác thè lưỡi liếm hai cánh môi như thể tìm lại cảm giác mơ hồ còn động trên miệng của gã. Di Tư lắc đầu nói, huynh đúng là kẻ thật thà, nhưng có lẽ Ngọc Long nói đúng. Bên bìa rừng Vĩnh Hằng, lớp lớp những cao thủ hắc đạo tài lâm lâm binh khí. Cứ như là một đoàn quân ô hợp xung vào trận quyết một trận sống còn với đại địch. Sự có mặt của những cao thủ hắc đạo tại bìa rừng Vĩnh Hằng vì nguyên cớ gì thì Ngọc Long đã biết rõ. Bốn gã đại hán giận trang phục quái gở, tóc thắt bính, chận chàng lại. Ngọc Long ôm quyền sát, gặp được tứ hầu ở đây thật là vinh hạnh cho Ngọc Long. Chàng nhìn người đứng bìa, nhất hầu quan cử còn nhớ tại hạ chứ? Quan cử chìa chiếc đàm tới trước, miệng của gã như thể kéo dài ra hai bên. Gã cất tiếng cà lâm cà lắp nói, người chính là mà ngươi biết ta sao? Ngọc Long nói, tử quỷ đây mà. À, thì ta biết ngươi là tử quỷ rồi. Nhị hầu viên mãn nói, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi dẫn sát đến để giải nguy cho ả ma nữ U Linh cùng chủ Khả Tuyết có phải không? Ngọc Long lắc đầu, chuyện can qua giữa người hát đạo với nhau, Hoàng Phủ Ngọc Long không xen vào. Tại hạ đến đây cốt để gặp Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên và Khổng Tước Bà Bà. Viên Hãn nói, tử quỷ, ngươi không sợ chết sao mà đi tìm Phụng Tiên tiên sinh với Khổng Tước Bà Bà chứ? Bộ gặp Phụng Tiên tiền bối và Khổng Tước sư mẫu thì bị chết hay sao? Chàng nhướng mày và nói, tại hạ không tin. Nhất hầu quan cử nói, gặp ngươi thì Phụng Tiên tiền bối sẽ giết ngươi đó. Ngọc Long gượng cười nói, hình như tứ hầu có ân oán với Ngọc Long phải không? Nhất hầu quan cử lắc đầu, tứ hầu và ngươi thì đâu có ân với oán gì. Không có ân oán thì bây giờ có ân với oán. Nhị hầu Viên Hãn nói, tử quỷ, ngươi thật ra muốn gì đây? Nếu tứ hầu không cho Ngọc Long vào gặp Phụng Tiên tiền bối thì đúng là có ân có oán rồi đó. Ngọc Long vừa nói vừa lắc vai thi triển bộ pháp thần kỳ quái dị, len qua bốn gã đó mà họ chẳng có thể nào cản chàng lại được. Nhất hầu vội vã nói, tử quỷ, ngươi! Y nói được nửa câu thì Ngọc Long đã đi được hai trượng rồi. Chàng quay lại, Quan huynh nói còn chưa rành, sao cản được chân của Hoàng Phủ Ngọc Long? Ngọc Long nói xong đi thẳng vào rừng Vĩnh Hằng. Nhị hầu Viên Hãn thét lớn, tử quỷ, ngươi muốn đi thì đi được sao? Cùng với lời nói đó, Viên Hãn lướt đến, dựng đứng song chưởng vỗ đến Ngọc Long. Ngọc Long không đón đỡ chưởng công của họ Viên, mà chỉ lắc vai đã lướt đến hai trượng né tránh chiêu công phách không chưởng của nhị hầu. Hai đạo phách không chưởng nện vào một gốc tàn cây đại thụ, ầm, lá cây rào rào tuôn xuống bởi chưởng phong của nhị hầu Viên Hãn. Ngọc Long đảo bộ bất ngờ kẹp lấy một chiếc lá cây, chàng quay lại nói với nhị hầu Viên Hãn, Viên huynh chắc là con khỉ hung hăng nhất, Ngọc Long phải trả miếng lại cho huynh. Chàng khẽ lắc cổ tay phải, chiếc lá lướt ra cắt luôn một đường thẳng tắp, hướng về phía yết hầu của Viên Hãn. Viên Hãn vừa phát động chưởng công vừa kịp thu hồi nội lực thì thấy chiếc lá bàn lao thẳng tới mình. Gã bối rối nhưng hoàn toàn thụ động bởi chiêu công thần kỳ của Hoàng Phủ Ngọc Long. Viên Hãn thét lớn, huynh đệ! Những tưởng đâu chiếc lá bàn sẽ như ngọn ám tiền kia đi ngang qua yết hầu của Viên Hãn. Nhưng khi gần đến đích thì nó lại xoay chuyển chiếc lá phật hẳn vào mặt của gã, bóp một tiếng. Dù chỉ là chiếc lá rất bình thường, nhưng khi phát vào mặt của Viên Hãn, hắn lại cảm giác như có một bàn tay tát vào mặt của mình, khiến cho nhị hầu Viên Hãn tối sầm cả mặt. Khi hắn định thần được thì Ngọc Long cũng đã mất dạng rồi. Rời khỏi bìa rừng Vĩnh Hằng, Ngọc Long thi triển khinh công đi sâu vào hơn. Chàng hướng về phía hai tảng đá phân định ranh giới U Linh. Khi cách hai tảng đá đó độ 10 dặm thì chàng phải dừng bộ, bởi án ngữ ngay đường ra vào trận pháp U Linh là Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên và Khổng Tước Bà Bà. Hai bên họ ước chừng có không dưới 50 cao thủ hắc đạo. Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên với mái tóc chòm râu quai nón đỏ rực, chắp tay sau lưng định nhãn nhìn Ngọc Long. Bên kia Khổng Tước Bà Bà thì lộ rõ vẻ bất nhẫn và lạnh lùng, với đôi quy quan ngập tràn sát khí. Ngọc Long nghĩ thầm, thấy sắc diện của hai người thôi, Ngọc Long đã biết
hai người chẳng thể nào vượt qua được trận pháp u linh của Khả Tuyết. Ngọc Long rít một hồi chân khí căng phòng lồng ngực, rồi chậm rãi bước đến ôm quyền xá và nói: Hoàng phủ Ngọc Long bái kiến nhị vị trưởng bối. Lâu thần thiên ngoại phụng tiên chờ cho chàng xá xong liền gầm lên, như thể hổ dữ bất ngờ bị phá bỉnh giấc ngủ ngon, hay bị giành lấy một con mồi bởi một đối thủ mà thân phận chẳng thể nào so sánh với mình. Hoàng phủ Ngọc Long, đỡ chưởng công của lão phu. Lão nói dứt tiếng thì đạo lôi chưởng với chính thành công lực bổ thẳng đến Ngọc Long. Đã chuẩn bị từ trước, Hoàng phủ Ngọc Long vừa chớp lấy bóng chưởng ảnh, liền điểm mũi giày thoát lên hai trượng, chàng như thể đạp lên sông chưởng lôi kình của lão phụng tiên để né tránh. Ầm! Cả tàn cây đại thủ khổng lồ sau lưng của chàng bị lôi chưởng quét ngang, bứt gốc rào rào đổ xuống. Ầm! Nhưng tưởng đâu tránh được một chưởng kình uy mãnh của lôi thần thiên ngoại, Ngọc Long sẽ đào thoát, nhưng không. Chàng đã không quay bước đào thoát mà ngược lại còn đạp lên sông chưởng lướt thẳng đến bên lão. Lôi thần thiên ngoại buộc miệng thốt: Ý! Cùng với tiếng thốt đó, lão đảo bộ rồi đẩy tiếp ra một đạo chưởng công nhằm thẳng vào chàng. Hai đạo lôi thần chưởng khí chộp đến Ngọc Long. Một lần nữa chàng lại sử dụng bộ pháp thần kỳ len qua giữa hai đạo chưởng khí của lão phụng tiên. Thêm hai tàn cây đại thụ bị tróc gốc đổ xuống ầm ầm. Ngọc Long lại tiếp tục dấn tới trước. Lần này thì lôi thần thiên ngoại lão phụng tiên quả là bối rối. Lão gầm lớn: Tiểu tử, người né tránh hoài sao? Lôi thần thiên ngoại vừa nói vừa rùng tấn đẩy chưởng thẳng đến Hoàng phủ Ngọc Long. Lần thứ ba phải dụng đến nội lực, tất nhiên chưởng công của phụng tiên không có được uy lực như hai lần đầu. Lão nghĩ Ngọc Long sẽ né tránh lần nữa, nhưng không ngờ chàng lại trụ thân hữu thủ xoay tròn, tạo thành những dòng xoáy kình đón thẳng đỡ thẳng lấy hai đạo lôi chưởng của lão phụng tiên. Đạo xoáy kình của Ngọc Long tự như là một con trốt nuốt chửng lấy hai đạo chưởng công của lôi thần thiên ngoại phụng tiên, chẳng để lại dấu tích gì. Chàng vừa khắc chế hai đạo khí kình lôi chưởng của lão phụng tiên, vừa tràn bộ lướt đến, tả thủ giơ cao qua khỏi đầu cứ như chực bổ chưởng xuống lôi thần thiên ngoại. Chiêu công liên hoàn của Ngọc Long buộc lôi thần thiên ngoại phải thối liền hai bộ. Tất cả các diễn biến gần như trái ngược với ý niệm của lôi thần thiên ngoại. Ngọc Long không dỗ chưởng mà hạ thân xuống trước mặt của lão, ôm quyền nhanh miệng nói: Phụng tiên tiền bối còn nhớ lời tuyên thệ ở trên đại hồng bảo điện của Thiếu Lâm tự không? Trước mặt thân phụ Hoàng phủ chính. Câu nói này của Ngọc Long chẳng khác nào một chậu nước lạnh tạt vào mặt của lôi thần thiên ngoại phụng tiên, khiến lão đứng đực ra như quá thành tượng. Lão trợn mắt to hết cỡ nhìn chàng: Tiểu tử! Ngọc Long ôm quyền nói: Ai bức được tiền bối lùi lại hai bộ bằng một chưởng không có lực kình mới đúng là sư phụ của lôi thần thiên ngoại phụng tiên. Mặt biến sắc đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Lôi thần thiên ngoại rít giọng nói: Tiểu tử thúi này, chẳng lẽ người... Không có chẳng với lẽ gì hết, Ngọc Long làm được điều đó thì tiền bối cũng phải chấp nhận thôi. Lôi thần thiên ngoại lúng cúng, Khổng Tước bà lên tiếng: Tiểu tử Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi buộc lão phụng tiên tôn ngươi là sư phụ à? Ngọc Long nhăn mặt quay lại Khổng Tước bà ôm quyền và nói: Bá mẫu, tại tình huống bắt buộc Ngọc Long phải dụng đến lời tuyên thệ của lão bá. Khổng Tước bà hừ nhạt rồi nói: Ngươi chắc cũng có ý muốn Khổng Tước bà này cũng giống như lão phụng tiên. Ngọc Long lắc đầu nói: Ngọc Long không dám. Ngọc Long nào dám buộc bá và bá mẫu phải gọi Ngọc Long bằng sư phụ. Nếu buộc bá và bá mẫu gọi như vậy, quá ra Ngọc Long thất lễ với nhị vị thân sinh của Khổng Tước Yến nương tử sao? Khổng Tước bà quát mắt nói: Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi còn nói được câu đó sao? Khổng Tước bà nói: Ngươi đến rừng Vĩnh Hằng này để giải nguy cho á ma nữ cung chủ U Linh Khả Tuyết có đúng không? Ngọc Long ôn nhu đáp lời: Bá mẫu, nếu như Khả Tuyết có lỗi với Tước Yến, Ngọc Long sẽ cùng với bá và bá mẫu trừng trị nàng. Nhưng ở đây Ngọc Long biết Khả Tuyết không hề có tội gì, và thậm chí còn bị bá và bá mẫu hiểu lầm. Trần diện của Khổng Tước bà xa sầm: Hiểu lầm?
Chẳng lẽ lời nói của Phụng Tước Yến là lời nói ngậm máu phun người sao? Lôi thần thiên ngoại Phụng Tiên gằn giọng nói: Tiểu tử thối, người đã để cho ma nữ cùng chủ U Linh hạ độc vào nội thể Phụng Tước Yến. Hiện tại Tước Yến dở sống dở chết, ngươi còn chưa mãn nguyện sao? Hôm nay lão phu bất kể lời tuyên thệ năm xưa, quyết sang bằng U Linh giới và lấy mạng ngươi. Lôi thần thiên ngoại vừa nói dứt toan phát động lôi chưởng một lần nữa để tập kích Ngọc Long. Lão vừa dựng song chưởng to bè lên và vừa nói: Có bản lĩnh thì đón đỡ chưởng công của lão phu đi. Ngọc Long khoát tay. Lão bá dừng tay. Ngọc Long chưa nói hết ý của mình mà: Tiểu tử thối, ngươi còn muốn nói gì? Lôi thần thiên ngoại vẫn thủ chưởng chăm chăm nhìn vào mặt Ngọc Long. Chàng ôm quyền tự tốn nói: Bá bá, bá mẫu, Ngọc Long biết người nào đã hạ độc vào nội thể của Tước Yến muội muội. Phụng Tiên cắt ngang lời chàng: Tiểu tử thối, ngươi đừng có bên vực con ma nữ nữa. Thở hắt ra một hơi, Ngọc Long cao giọng nói: Binh vực với không binh vực, bá bá cho Ngọc Long nói không? Chân diện của Lôi thần thiên ngoại, lão Phụng Tiên sụ xuống. Lão miễn cưỡng nói: Tiểu tử muốn nói gì thì nói đi. Thở dài một tiếng rồi Ngọc Long mới từ tốn nói: Chính vì chuyện Phụng Tước Yến muội muội bị hạ độc mà Ngọc Long mới đến đây. Lão Phụng Tiên một lần nữa cắt ngang lời chàng: Người đến để giúp cho con ma nữ Khả Tuyết ư? Đôi chân mày của Ngọc Long nhíu lại, chàng lắc đầu nhìn vào Phụng Tiên nói: Chỉ vì cái tính bốc đồng nóng như lửa của bá bá mà Ngọc Long mới buộc nhắc lại lời tuyên thệ của bá bá hôm nào trước mặt của thân phụ và các vị trưởng bối. Lời nói này của Ngọc Long khiến cho lão Phụng Tiên sượng sùng, chân diễn xa sầm. Ngọc Long ôm quyền nói tiếp: Bá bá, bá mẫu, Ngọc Long biết người hạ độc phấn vào đội thể của Phụng Tước Yến muội muội là Chỉ Nhược. Chỉ Nhược đã dụng thuật dịch dung quá trang thành Khả Tuyết mới tạo ra sự hiểu lầm này và hiềm khích giữa Đoạn Hồn Nhai và U Linh giới. Khổng Tước bà gắt giọng nói: Chỉ Nhược nào? Khổng Tước bà chưa từng nghe nói đến cái tên Chỉ Nhược trên chốn võ lâm giang hồ. Hừ lạc một tiếng, Khổng Tước nói tiếp: Cho dù á Chỉ Nhược kia có cải trang hay thế nào thì cũng đâu thể qua được đôi mắt tinh tường của Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến. Ngọc Long ôm quyền hướng về phía Khổng Tước bà và nói: Bá mẫu, sự thật là như vậy đó. Ngươi đang giở trò gian trá với Khổng Tước sao? Ngọc Long lắc đầu nói: Bá mẫu, tất cả những gì Ngọc Long nói đều là sự thật. Ngọc Long đến đây trước là để giải trình với bá bá và bá mẫu, sau đó vào U Linh giới thỉnh cung chủ Khả Tuyết đến Đoạn Hồn Nhai đưa Phụng Tước Yến muội muội đến gặp một người. Người này có thể giải điệp phấn trong nội thể của muội muội. Khổng Tước châu mài: Tước Yến bị trúng độc phấn. Ngọc Long gật đầu: Tước Yến bị trúng điệp phấn của Chỉ Nhược, và Ngọc Long muốn đưa nàng đến gặp quốc chủ A Cát Tư. A Cát Tư có thể giải độc cho nàng. Khổng Tước bà rít giọng nói: Tiểu tử, trên thế gian này còn có người nào nhẫn tâm bạc tình và gian trá như ngươi? Khổng Tước rít một luồng chân ngương rồi thét lên: Khổng Tước bà này thề lấy mạng ngươi để tế sống cho Phụng Tước Yến. Khổng Tước bà bất ngờ thay đổi thái độ khiến cho Ngọc Long cũng phải bối rối và lúng túng. Chàng còn chưa biết vì nguyên cớ gì mà Khổng Tước bà lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Thì Khổng Tước bà đã dục lướt thân pháp lên cao 10 trượng, đôi tai người dang rộng như là một cánh chim phụng hoàng. Chớp thấy thân ảnh của Khổng Tước dục thoát lên cao, chiếm ngự cả một vùng. Trên đỉnh đầu của mình, Ngọc Long nheo mày nghĩ thầm: Khổng Tước bà định dụng thất cầm chưởng lấy mạng mình sao? Ý niệm kia còn động trong tâm tưởng thì chàng đã nghe Khổng Tước bà rít lên tựa như là tiếng chim rít. Chỉ nghe tiếng chim rít đó thôi, Ngọc Long đã không còn đủ thời gian để phán đoán. Những luồng bão phong từ ở trên cao rào rào đổ xuống chàng. Ngọc Long nhăn mặt, điểm mạnh mũi dậy, dỗ chưởng về phía Lôi thần thiên ngoại và nói: Vạn bối thất lễ. Lôi thần thiên ngoại những tưởng đâu Ngọc Long sẽ phải dụng chưởng đón đỡ, không ngờ chàng lại tập kích lấy lão. Lối tập kích bất ngờ và quái gở của Ngọc Long khiến cho Lôi thần thiên ngoại bối rối. Lão buộc phải lách tránh qua trái. Nhân cơ hội đó, Ngọc Long lách người qua ngay trước mặt của lão vừa nói: Ngọc Long sẽ gặp lại tiền bối sao? Ngọc Long băng qua hai khối đá phân chia ranh giới U Linh với rừng Vĩnh Hằng, cùng lúc 10 đạo chỉ phong từ trên cao bổ xuống đất. Ầm, mặt đất rung chuyển ầm ầm,
khi chàng lướt qua được ranh giới U Linh. Vừa chạy vào trong trận pháp U Linh thì Ngọc Long chớp thấy những bóng quỷ vô thường thoạt hiện bên trái rồi lại bên phải. Chàng lớn tiếng nói: Hoàng Phủ Ngọc Long đến U Linh giới. Lời còn động trên cửa miệng chàng thì một chiếc bóng trắng lướt sạc qua mặt, rồi hổ khẩu đã bị khống chế. Giọng nói của Khả Tuyết rót vào tai của Ngọc Long: Huynh đến thật đúng lúc. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói của U Linh cung chủ Khả Tuyết. May mắn cho huynh kịp gặp muội. Khả Tuyết nắm tay Ngọc Long dìu chàng bước theo nàng để vượt qua trận pháp. Ngọc Long thở phào một tiếng khi khung cảnh cũ hiện ra trước mặt của chàng. Khả Tuyết nhìn Ngọc Long và nói: Khi nãy Khả Tuyết đã nghe tất cả, vậy là huynh không cần lặp lại cho muội hiểu. Huynh đã biết người hạ độc phấn vào tước yến muội muội, đó chính là Chỉ Nhược. Chàng lấy miếng ngọc bội đưa đến trước mặt Khả Tuyết. Khả Tuyết nhận ra miếng uyên ương ngọc điệp này chứ. Đôi chân mày của Khả Tuyết nheo lại. Thảo nào huynh vừa nói sẽ đưa tước yến đến gặp quốc chủ A Cát Tư thì Khổng Tước bà đã nổi trận lôi đình. Nàng biết vì lý do tại sao không? Nếu như Chỉ Nhược cô nương giữ miếng ngọc bội trong tay huynh thì A Cát Tư là người giữ miếng ngọc bội thứ hai. Ngọc Long gật đầu. Ngọc Long cũng nghĩ vậy. Ngọc Long nắm tay Khả Tuyết. Khả Tuyết, chúng ta phải cứu lấy mạng của Tước Yến nếu không. Khả Tuyết buông tiếng thở dài. Khả Tuyết rất muốn làm điều đó, nhưng trước hết phải đưa được Tước Yến đến đây. Hiện tại ngoài rừng Vĩnh Hằng thì nhị vị tiền bối đã chặn mọi lối ra rồi. Khả Tuyết nhìn chàng buông tiếng thở dài và nói: Hoàng Phủ huynh, bây giờ Hắc Đạo điều cho U Linh giới là nơi gieo rắc độc công giết người. Nếu giải được độc công cho Tước Yến, chẳng còn ai nghi ngờ U Linh giới của nàng là chốn gieo họa. Nàng nhìn vào Ngọc Long và nói: Ngọc Long huynh, giải dược điệp phấn không dễ đâu. Khó hay dễ gì, huynh cũng phải hóa giải độc phấn cho Tước Yến. Điều quan trọng hơn tất cả là huynh và muội phải ra khỏi U Linh giới, tìm Tước Yến ở Đoạn Hồn Nhai, tìm Tước Yến đưa muội ấy đến gặp A Cát Tư. Khả Tuyết thở dài. Ngọc Long hỏi: Sao nàng lại bi quan như vậy hả? Khả Tuyết mỉm cười nói: Có lẽ đây là số phận. Huynh không tin vào số phận. Khả Tuyết, chúng ta có cách nào rời khỏi đây không? Rời đây thì có thể được rồi, nhưng đến Đoạn Hồn Nhai chưa chắc Tước Yến đã theo huynh và Khả Tuyết. Nếu như Tước Yến có mệnh hệ nào, oán sẽ chồng chất oán, hận sẽ chồng chất hận. Oán hận này chẳng biết thế nào hóa giải cho được. Nghe Khả Tuyết nói, Ngọc Long phải sụ mặt thở dài. Chàng lẩm nhẩm và nói: Huynh và Khả Tuyết phải đưa Tước Yến đi bằng con đường quang minh chính đại. Chàng nhìn Khả Tuyết, nàng khẽ gật đầu nói: Phụng tiên tiền bối và Khổng Tước bà giờ chẳng còn tin huynh nữa. Ngọc Long buộc Phụng tiên lão bá và Khổng Tước bá mẫu phải tin vào huynh và Khả Tuyết. Huynh làm cách gì để họ tin? Khi huynh vừa nhắc đến A Cát Tư, Khổng Tước bá mẫu đã nổi trận lôi đình rồi. Ngọc Long lắc đầu. A Cát Tư là người thế nào mà Khổng Tước bá mẫu vừa nghe nhắc đến đã nổi trận lôi đình, dụng ngài thất cầm chưởng toan lấy mạng của huynh? Chắc chắn bá mẫu biết gã này. Ngọc Long nhìn về phía trận pháp. Mặc dù trận pháp thật là im lặng, nhưng chàng vẫn biết bên ngoài võ lâm Hắc Đạo đang hết sức công phá trận pháp. Ngọc Long quay lại nói với Khả Tuyết: Khả Tuyết, huynh có cách rồi. Cách gì? Thiên võng. Khả Tuyết câu mày. Nàng nhìn chàng mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói: Huynh định bắt cá à? Ngọc Long gật đầu. Hai con cá bự của võ lâm đứng trong U Linh trận pháp có màn sương mù che phủ. Ngọc Long lớn tiếng nói: Có lão Phụng Tiên và Khổng Tước bà ở ngoài đó không? Lôi thần lão Phụng Tiên cùng Khổng Tước bà xuất hiện bước ra đối mặt với Ngọc Long. Tiểu tử, người có bản lĩnh gì bước ra đây? Ngọc Long ôn quyền nói: Khi phụ thân giảng bối còn sinh thời có căn dặn giảng bối, nếu sau này gặp Phụng Tiên bá và Khổng Tước bà thì hãy tránh xa hai người ra. Trời xui đất khiến thế nào Hoàng Phủ Ngọc Long lại gặp Phụng Tước Yến, rồi Tước Yến yêu Ngọc Long buộc phải nhận Phụng Tiên bá và Khổng Tước bà làm nhạc phụ và nhạc mẫu. Chàng chắc lưỡi và nói tiếp: Ngọc Long biết nhị vị tiền bối là những người hồ đồ, làm theo ý mình chứ chẳng làm theo ý người, nên muốn ly khai Tước Yến quách cho rồi. Lôi thần thiên ngoại biến sắc nói: Tiểu tử, người dám ăn nói hỗn hào với lão phu sao? Có gì không dám?
Trước thì còn kính, giờ thì hết kính rồi. Người đã quyến rũ ái nữ của ta, cạo đầu tước yến, giờ còn hạ độc tước yến nữa. Vô nhân, vô nghĩa, vô tình, vô tính như ngươi thì trời không tha đất không dung đâu. Lão phu thề sẽ băm dầm ngươi ra. Ê, lão nói mà có làm được hay không? Lão đã từng tuyên thệ rồi lại nuốt lời. Giảng bối đâu có tin vào lời của lão nữa. Lôi thần Phụng Tiên nghe những lời nói này của Hoàng Phủ Ngọc Long chẳng khác nào nghe tiếng sấm nổ ngay trong đầu. Lão tức giận đến độ thở ra khói. Lôi thần Phụng Tiên gầm lên: lão phu giết ngươi. Lão vừa nói dứt câu liền lắc vai lao thẳng đến Ngọc Long. Khổng Tức Bà Bà hốt hoảng thét lớn: lão quỷ, coi chừng quỷ kế của hắn. Lời cảnh báo của Khổng Tước Bà Bà thốt ra đã quá muộn rồi. Lão Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên vừa lao qua ranh giới U Linh thì cứ như là bị trận pháp U Linh nuốt chửng. Màn sương mờ nhanh chóng che khuất lão mà chẳng có sấm chưởng dội ra. Khổng Tước Bà Bà bối rối lên tiếng nói: tiểu tử, người không được hại đến lão quỷ đó. Có bản lĩnh thì bước ra đây giao đấu một trận sống chết với Phụng Tước Bà Bà đi. Khổng Tước Bà Bà nói hết câu thì đã nghe tiếng Lôi Thần Thiên Ngoại lão Phụng Tiên thét lớn: tiểu tử, ngươi làm gì lão phu vậy? Lão thét xong thì bật ra tràng tiếu ngạo cuồng nhiệt. Tiếng cười của Lôi Thần Thiên Ngoại với nội lực sung mãn từ trong U Linh trận pháp phát ra, làm cho cả khu rừng Vĩnh Hằng phải sao động. Nghe lão cười, Khổng Tước càng tò mò hơn. Bà gằn giọng nói: lão quỷ đầu bá đầu, tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì vậy? Lôi thần lão Phụng Tiên không trả lời Khổng Tước Bà Bà mà cứ cười khành khạch. Lão vừa cười vừa nói: tiểu tử thúi, ngươi đừng có làm vậy nữa, ngươi đừng làm vậy nữa mà. Lời nói này của Lôi thần lão Phụng Tiên khiến cho Khổng Tước Bà Bà không thể bàng quan đứng ở bên ngoài U Linh trận pháp nữa. Lấy một luồng chân khí căng phòng lòng ngực, Khổng Tước Bà Bà nghĩ thầm: ta phải xông vào thôi. Với ý niệm đó, Khổng Tước Bà Bà điểm mũi giày cất mình lên cao 6 trượng, tợ cánh chim phượng hoàng băng qua ranh giới U Linh. Vừa băng qua ranh giới U Linh, Khổng Tước Bà Bà giật mình bởi tầm mắt như thể che phủ bởi màn sương mù chẳng thấy gì. Khổng Tước Bà Bà dồn nội lực vào song thủ toàn phát tác tích lịch chỉ để phá tan màn sương U Linh. Nhưng ý niệm đó vừa lướt qua đầu thì bất ngờ như thể bị vướng vào một đám lưới lầy nhầy, không sao rút tay chân về được. Khổng Tước Bà Bà như cánh chim bị vướng vào lưới, càng dễ dùng càng bị lưới cuốn vào, không sao thoát ra được. Khổng Tước Bà Bà thét lên: tử quỷ, ngươi ở đâu? Màn sương U Linh tan biến, Ngọc Long đứng ngay sau lưng Khổng Tước Bà Bà, chàng ôm quyền và nói: bá mẫu đừng nhúc nhích nữa. Người càng dãy dụa thì giảng bối càng khó tháo người ra khỏi thiên võng đâu. Khổng Tước Bà Bà ngoái đầu nhìn lại: tiểu tử, ngươi định làm gì bà bà đây? Làm gì ư? Ngọc Long nhún vai: chẳng làm gì cả, mà chỉ làm một chuyện dâng nạp bà bà cho quốc chủ A Cát Tư. Tiểu tử thúi, ngươi dám sao? Trong tâm tưởng của bá mẫu đã cho Ngọc Long là kẻ gian trá bỉ ổi đê tiện, chuyện gì cũng làm. Mà cũng đúng thôi, Ngọc Long đã cạo đầu tước yến, còn hạ độc nàng nữa, thì chuyện dân nạp bá mẫu cho quốc chủ A Cát Tư thì có gì mà không dám làm chứ. Tên tiểu tử kia, người biết A Cát Tư là hạng người như thế nào không? Hạng người như thế nào? Y là một tên dâm đảng biến thái, người biết chưa? Dâm đảng biến thái? Bộ bá mẫu đã từng quan hệ với A Cát Tư sao mà biết y là tên dâm đảng biến thái vậy? Chân diện của Khổng Tước Bà Bà đỏ gai. Bà miễn cưỡng nói: tiểu tử thúi, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi. Khổng Tước Bà Bà thét lên the thé: tiểu tử, ngươi giết ta đi. Ngọc Long lắc đầu nói: Ngọc Long sẽ không giết bà bà, mà ngược lại có một đề nghị như thế này. Ngươi muốn đề nghị gì? Đừng giỡn trò với lão bà bà này nữa. Đôi chân mày Ngọc Long nhíu lại. Bà bà không cho Ngọc Long nói thì Ngọc Long sẽ đưa ngay bà bà đến quốc chủ A Cát Tư đó. Khổng Tước Bà Bà rối rít: tiểu tử, ngươi đừng có làm vậy. Bà bà không muốn Ngọc Long làm điều đó thì phải cho Ngọc Long nói chứ. Ngươi nói đi. Ngọc Long suy nghĩ rồi nói: Ngọc Long muốn đưa Tước Yến rời Đoạn Hồn Nhai đi trị độc. Khổng Tước Bà Bà bất giác rùng mình, mặc dù vẫn bị vướng vào tấm lưới thiên võng. Lệ trào ra khóe mắt, Khổng Tước Bà Bà nói:
Hoàng Phủ Ngọc Long, hẳn ngươi không biết Tước Yến yêu ngươi như thế nào đâu. Tước Yến một lòng một dạ yêu ngươi, ngươi đã hại Tước Yến dở sống dở chết, giờ còn muốn hại đến mức độ nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn dần phụng Tước Yến cho lão quái vật biến thái quốc chủ A Cát Tư sao? Thật tâm giảng bối muốn giải độc cho Tước Yến, nhưng có nói thế nào minh bạch thế nào thì Khổng Tước bá mẫu cũng không tin, nên Ngọc Long phải dùng đến hạ sách này. Chàng đổi giọng từ tốn nói, Ngọc Long sẽ chịu sự khống chế của lão bá mẫu và lôi thần thiên ngoại bá bá, sau đó sẽ đưa Tước Yến rời khỏi đoạn hồn nhai. Sự khống chế của bá mẫu và bá bá là lời bảo chứng cho Ngọc Long về sự an toàn của Tước Yến. Nếu như nàng có mệnh hệ gì, Ngọc Long sẽ chết theo nàng. Chàng buông một tiếng thở dài, bá mẫu có chịu không? Người nói thật tâm của người chứ? Ngọc Long rất thật lòng. Ngọc Long vừa nói vừa gỡ Khổng Tước ra khỏi tấm lưới thiên võng. Khổng Tước nhìn lại chàng, tiểu tử Ngọc Long, người thật tâm muốn cứu Tước Yến thật à? Ngọc Long buông tiếng thở dài, bá mẫu, những gì Ngọc Long nói đều là sự thật. Cung chủ Khả Tuyết không phải là người gieo quả kiếp cho Tước Yến mà là chỉ nhược. Chàng ôm quyền, bá mẫu, xin bá mẫu hãy tin vào Ngọc Long một lần có được không? Khổng Tước bà buông tiếng thở dài rồi hỏi, ê, lôi thần lão phụng tiên đâu rồi? Mời bá mẫu theo giảng bối. Ngọc Long nắm tay Khổng Tước bà đi theo đồ hình u linh rồi bước ra khỏi màn sương mù. Khổng Tước thấy lôi thần thiên ngoại lão phụng tiên đứng ngay trong một gian phòng xá, vây quanh là bốn cung nữ dẫn u linh cung trang. Vừa trông thấy Khổng Tước bà lôi thần thiên ngoại liền lên tiếng, mụ cũng bị thằng tiểu tử thúi này khống chế sao? Lão quỷ cũng đâu có hơn gì bà chứ. Khổng Tước bước đến trước mặt của lão phụng tiên thuật lại những gì Ngọc Long vừa nói với bà. Lôi thần thiên ngoại nói, gã tiểu tử đó có đáng tin hay không? Ngọc Long nói, bá, bây giờ tin hay không tin không thành vấn đề, mà điều Ngọc Long quan tâm là phải hóa giải điệp phấn trong nội thể của Tước Yến muội. Nếu như Ngọc Long có gì muốn hại bá và bá mẫu đây thì ngay khi hai người vướng vào thiên võng, Ngọc Long đã lấy mạng nhị vị tiền bối rồi, sau đó hại đến Tước Yến có khó khăn gì đâu. Khổng Tước bà buông tiếng thở dài, lôi thần thiên ngoại lão phụng tiên vuốt râu, tiểu tử nói có lý. Ngọc Long ôm quyền, Ngọc Long vô cùng cảm kích vì đã được bá và bá mẫu tin tưởng. Khổng Tước buông tiếng thở dài, Khả Tuyết từ xa bước đến nàng ôm quyền xá, bổn cung tham kiến nhị vị tiền bối. Khổng Tước và lão phụng tiên bẽn lẽn nhìn nàng. Lão phụng tiên giả lả nói, không ngờ thiên giống của U Linh giới lợi hại như vậy. Nó tự như là lưới nhện bắt cứng lấy lão phu không cho nhúc nhích nữa. Khổng Tước bà buông tiếng thở dài, nhìn lại Ngọc Long. Khổng Tước bà nói, tiểu tử Ngọc Long, ngươi giữ lời đã nói với bá chứ? Ngọc Long khẳng khái gật đầu, quân tử bất hí ngôn. Ngọc Long sẵn sàng chịu sự khống chế của Khổng Tước bá mẫu và lôi thần thiên ngoại bá. Lôi thần thiên ngoại phụng tiên nhìn Ngọc Long, tiểu tử thúi, ngươi làm như vậy lão phụng tiên mới có thể tin được. Lão quay sang Khổng Tước, mụ tính sao? Nhìn lại Ngọc Long, Khổng Tước bà nói, Ngọc Long, ta và lão phụng tiên sẽ dồn công lực vào ngươi, ngươi có thể dùng nội lực của ta và lão phụng tiên, nhưng một khi phụng Tước Yến có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ phá hủy nội lực của ngươi. Ngươi sẽ nhận một cái chết không toàn thay. Ngọc Long sẵn lòng, được,